Từ cái bàn chúng ta đang nhìn thấy để đi đến nơi có đường ô tô, và nếu may mắn gặp được một chuyến xe hiếm hoi chạy về thị trấn gần nhất cũng phải mất hơn một ngày. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ phải đi bộ cùng với những người buôn muối hoặc những toán người đi đào đãi vàng. Điều kiện tự nhiên ở đây quả là không hề dễ chịu một chút nào. Mùa mưa ở Mường Tè thường kéo dài, có khi dai dẳng trong suốt mùa hè, đến tận cuối mùa thu, số ngày nắng thường là rất ít. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến người Si La tính thời gian trong một năm theo cách riêng của mình, tính theo mùa nước lũ. Người Si La trông vào thời gian của hai mùa mưa và nắng để gieo trồng. Do vậy, người ta tính thời gian như thế cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bởi lẽ, trong năm chỉ có một mùa lũ và một mùa nắng. Vấn đề là ở chỗ các con lũ đến sớm hay đến muộn, kéo dài đến bao giờ. Làng của người Si La nằm ven bờ con sông Đà. Vị trí làm nhà đã được tính toán từ nhiều đời để nước lũ của con sông dữ dằn này không bao giờ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Người Si La sinh sống bằng sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi. Họ trồng lúa cạn, cao lương, kê, ngô, một số loại đậu và y dĩ trên nương. Những đám nương thường được canh tác từ 2 đến 3 năm, sau đó người ta bỏ hoang để phục hồi màu mỡ cho đất. Khi đó, trên những đám nương cũ, các loại cỏ dại và cây cối sẽ mọc lên chẳng mấy chốc mà trở thành rừng. Sau ít năm, người ta quay lại phát dọn và lửa sẽ làm công việc của mình là đốt cháy cỏ cây đã khô, tạo nên một lớp tro. Chính lớp tro này làm cho đất nương trở nên màu mỡ hơn để người Si La gieo hạt, trồng cây. Xung quanh bản của người Si La là hệ thống ao thả cá và mương dẫn nước tưới cho các thửa ruộng bậc thang. Những công trình này đã được làm từ rất lâu. Điều này nói lên rằng người Si La đã định cư từ sớm ở lưu vực sông Đà. Không phải họ du canh du cư như nhiều người vẫn lầm tưởng. Ao thả cá và ruộng lúa nước là nguồn sống quan trọng của người Si La. Những thửa ruộng bậc thang được làm từ nhiều đời bên cạnh bản là nơi người Si La cấy lúa nước. Ruộng bậc thang là những vạt đất bằng có chiều rộng khoảng từ 1,5 mét đến 2 mét, còn chiều dài ôm lấy sườn đất của cả dãy đồi. Bản của người Si La thường dựng trên các triền dốc không cao lắm, nằm ven bờ sông Đà. Người Si La hình như không có ý định từ bỏ những mảnh đất mà tổ tiên họ đã khai phá để tìm kiếm nơi định cư khác. Để có thể đến được với họ, điều trước tiên là phải vượt sông Đà trên những chiếc thuyền gỗ được ghép bằng 3 mảnh ván, phương tiện di chuyển và chuyên chở chủ yếu của người Si La. Người Si La ở trong những ngôi nhà mái lợp bằng cỏ tranh, vách dựng bằng nứa hoặc tre, có hiên ở phía trước và có một cửa ra vào. Bên trong nhà, bếp nấu được kê bằng 3 hòn đá núi. Theo truyền thuyết, người Si La tin rằng lửa là thiêng liêng nhất mà tổ tiên của họ đã phải rất khó khăn mới lấy được của thần mặt trời, để rồi truyền lại cho con cháu đến tận bây giờ. Và tin rằng cũng chính tổ tiên họ sẽ giúp trông giữ để không bao giờ ngọn lửa bị mất đi. Điều này có liên quan đến vị trí của 3 hòn đá kê ở bếp,
có một hòn quan trọng nhất được bố trí quay lưng về phía bàn thờ tổ tiên để thể hiện sự kính trọng tổ tiên. Người Si La không có tập quán trồng các cây lấy sợi cũng như tự dệt lấy vải mặc. Nhưng như vậy không có nghĩa là y phục của họ không mang những sắc thái riêng biệt. Bằng cách trao đổi với các dân tộc khác, họ có được vải mặc. Người phụ nữ Si La nào cũng biết tự làm cho mình và các thành viên trong gia đình những bộ y phục kiểu truyền thống. Người ta dùng những đồng tiền bằng kim loại gắn trên áo cho đẹp. Tác giả của những bộ y phục đã rất khéo léo trong việc bố trí để mức độ xuất hiện các đồng tiền trên vạt áo đủ tạo ấn tượng, nhưng không quá lạm dụng kiểu trang trí này. Kiểu quấn khăn như chúng ta đang thấy là dấu hiệu nhận biết người phụ nữ Si La đã có chồng và trưởng thành. Người Si La coi đây là một trong những tập quán của tổ tiên, thường ngày người ta quấn khăn như vậy. Như nhiều dân tộc ở Tây Bắc Việt Nam, người Si La có thể tự chữa được nhiều bệnh thường gặp theo các phương pháp cổ truyền. Những cây được trồng trong vườn của mỗi gia đình, nếu không phải là rau dùng cho các bữa ăn hàng ngày thì cũng là những cây thuốc chữa bệnh. Còn đó là cây thuốc dùng để chữa bệnh gì và cách thức sử dụng chúng như thế nào thì lại là những bí mật riêng của từng gia đình hay từng dòng họ. Người Si La quan niệm rằng cách tốt nhất để bảo vệ những bí mật đó là các lời nguyền. Mức độ thiêng liêng của lời nguyền còn tùy thuộc vào sự hiệu nghiệm của dược liệu. Người đàn ông này cùng vợ của anh ta đang tập trung mọi cố gắng trong một ca chữa bệnh. Người bệnh trước lúc đưa đến đây ở trong tình trạng sức khỏe rất xấu. Anh ta bị nhiễm lạnh và mắc chứng cảm, một bệnh thường gặp ở đây. Với ca bệnh như thế, người thầy thuốc Si La như đóng vai trò của một bác sĩ ngoại khoa hơn là một ông lang. Chiếc kim khâu đã được sát trùng bằng một củ gừng sẽ được châm vào tất cả các ngón tay, ngón chân của người bệnh. Máu chảy ra từ các vết châm được coi là máu đã nhiễm độc. Việc trích máu sẽ được tiếp tục vào các ngày tiếp theo nếu như bệnh không thuyên giảm. Trên lý thuyết thì như vậy, song người ta nói rằng những trường hợp như thế rất ít khi xảy ra, thường thì người bệnh hồi phục ngay sau lần chữa bệnh đầu tiên. Người Si La rất tin vào sự tồn tại của cuộc sống sau cái chết. Điều này thể hiện rất rõ ở việc người ta chơi các loại nhạc cụ và cùng nhau chia tay với người đã khuất trong không khí của một buổi tiễn đưa vĩnh cửu hơn là nghi thức của một đám ma thông thường. Trước đây, người Si La sống khá tách biệt với những cộng đồng dân tộc xung quanh. Con sông Đà đã ngẫu nhiên trở thành ranh giới tạo ra sự ngăn cách. Bây giờ đây, sự cách biệt đã được giảm bớt rất nhiều. Người Si La đang sống hòa nhập với các